Lần đầu tiên có cảm giác một đàn chim bồ câu bay qua đầu mình các bạn ạ. Thịt nướng ở đây thì một phần sẽ là tầm 140g. Giá là tầm 40.000 won nha mọi người nhá. 40.000 won là khoảng bao tiền nhỉ? Tầm hơn 800. 800.000 một lạng rưỡi. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn thử cái này này. Cái này là sườn nhé, sườn của bò. Chị cho đũa rồi. Mình đang ăn một miếng này là sườn bò mọi người nhá. So với Việt Nam mình nói thật là nó rất là ngon. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở cây Ngân Hạnh 100 năm tuổi hả em? 100 năm tuổi. Cây Ngân Hạnh 100 năm tuổi. Ngay cạnh Hoàng Cung. Đây rất là đẹp các bạn ạ. Mình sẽ quay một vòng ở đây review cho mọi người xem nhá. Đấy, cây Ngân Hạnh đây mọi người ơi. To. Rất là to. Đây, cái ngọn của nó đây. Đấy, đến ngọn rồi. Các bạn nhìn người để tưởng tượng ra. Rất là đẹp. To, khổng lồ. Đấy. Đây mình quay một vòng quang cảnh ở đây cho mọi người xem này. Đấy, Hoàng Cung ở phía xa xa kìa. Ở dưới gốc cây là có một số những cái ghế để mọi người ngồi ngắm cảnh, nói chuyện với nhau rất là chill. Đấy, toàn lá vàng này, đẹp. Sao em ngồi đây ngắm cảnh em cảm giác nào? Nói chung là không khí mát. Nói chung là hôm nay mình đi may là thời tiết nó cũng không lạnh lắm. Không khí trong lành này, mát, xong rồi ngồi ở cây nó rất là râm. Cảm giác rất là thoải mái. Lần đầu tiên có cảm giác một đàn chim bồ câu bay qua đầu mình các bạn ạ. Rất là hay nhá. Hôm nay rất là nắng, nếu mà có một cái kính râm nữa thì hợp hơn. Vậy em đến cái chỗ Hoàng Cung này em thấy thích không? Không khí rất là trong lành. Và chúng ta được ngắm cảnh bình yên của Seoul. Và mọi người ở Seoul, rất nhiều người Hàn Quốc đến đây để chụp ảnh, để ngồi thư giãn. Có xa xa kia có người đang vẽ tranh. À, thế à. Mình vừa nhờ bạn chụp được mấy kiểu ảnh hai vợ chồng rất là đẹp. Mình sẽ up cho các bạn xem nhé. Hiện tại bọn mình vẫn đang chụp ảnh ở chỗ này. Ha, đã có kiểu ảnh nào đẹp chưa em? Ha. Chắc là phải có rồi. Chắc là phải có rồi à? Hôm nay thời tiết khá là mát mẻ này. Rồi là cảnh đẹp hữu tình này em cảm giác thì sao? Ước gì không phải chụp ảnh với cả không phải làm gì để ngồi tận hưởng. Mày có thể tận hưởng mà, tao chụp được rồi. Ai bắt chụp đâu. Em nói gì đây? Quay vlog mà. May quá, nói chung là vợ chồng mình là có dự định đi từ cái lúc mà bắt đầu là Hàn Quốc là bắt đầu vào thu rất là đẹp, nhưng mà rất là tiếc là vì visa nó mất, rất là mất thời gian. Mọi người lưu ý nhé, nếu mọi người có dự định đi Hàn Quốc thì mọi người nên làm visa cách một tháng để mình có thể là kịp sắp xếp cái khoảng thời gian mình đi cho nó thế nào cho nó hợp lý. Nhưng mà may là mình vẫn đi kịp để có thể ngắm lá vàng. Đấy, đặc trưng của Hàn Quốc là có những cái cây rất là đẹp như này. Cảm giác đứng dưới một cái cây nó thật là hùng vĩ. Thật ra là các bạn nhìn lên video ấy, các bạn sẽ thấy là nó trông nó sẽ bé, nhưng mà thật ra là nếu mà các bạn mà được đứng tại đây như mình như này thì các bạn sẽ thấy là cái khung cảnh của nó rất là hùng vĩ. Cái cây này rất là to.
Đấy, so với cả người của mình cái cây này rất là to. Xin chào mọi người, bây giờ đồ đã ra rồi, mình ăn thử nhá. Nước này là nước soda táo. Còn của em là gì? Cacao đá. Cacao đá. Sô cô la. Còn đây là hai, mình gọi hai cái bánh tiramisu. Đấy. Của Lợi là uống cái gì đấy? Americano. Lợi của mình ở Anh thành ra là toàn uống cái đồ nó tây tây rồi bạn. Mềm mềm, chọc vào đã thấy mềm. Chưa hiểu em tươi. À, hôm qua con em nó chỉ là mua đi cái làng Hàn Quốc này. Ừ. Hàn Quốc này nó đẹp hơn làng này của mình, nhưng mà nó ở xa, đi mất một tiếng tàu. Mọi người thử bàn bạc nhau xem. Tiếng tàu. Ni hào, trinh thiên sư tiền sung tà bao chi, xe xe. Bánh này ngon đấy. Ngon quá, ngon luôn. Bánh tiramisu này mới là chuẩn tươi này. Thật, công nhận. À, ăn thử đi để anh quay. Em thấy sao? Ngon. Rượu rum rõ. Ủa, có rượu à? Ừ, tiramisu này là ngâm bằng rượu rum mà. À, sắp đến lượt mình rồi các bạn ạ. Đấy. Hai người ngồi chờ trước mình đã được vào rồi. Thế mà xuân rồi. Muốn đi chợ ngon cuộc trắng không kia? Hello, xin chào các bạn. Hello, bây giờ hiện tại là chúng mình đang ở quán thịt nướng rất là ngon ở ngay gần khách sạn. Đấy, đây là menu này. Cho các bạn xem menu. Thịt nướng ở đây thì một phần sẽ là tầm 140g. Giá là tầm 40.000 won nha mọi người nhá. 40.000 won là khoảng bao tiền nhỉ? Tầm hơn 800. 800.000. Một lạng rưỡi. Tầm 810. 810 một suất. Một lạng rưỡi. Mà một lạng rưỡi. Tầm 140g. Đấy. Ở sao mà nó rất là nhiều loại nha mọi người nhá. Nói chung là đắt hơn ở Việt Nam nhưng mà mình nghĩ là chắc là thịt nó sẽ tươi, nó sẽ ngon hơn. Đây menu. Đa phần là thịt mà rất quán này rất là đông nha mọi người nhá, xếp hàng nhá. Nhóm mình phải đợi một lúc mình mới được xếp chỗ vào ngồi. Đây mọi người, mình xem cái này 1,4 lạng thôi mà 45.000 won này. Cái này 51.000 này. Người đấy, cái này 55.000 này. Cần 800. À đây có cái 29.000 thì nó là thịt xay thì nó không hiểu là loại gì đâu, không ăn thịt xay đâu. Đây 38.000. Nó rẻ hơn, đây là special. Món kim chi trộn rồi à? Trộn trứng. Ăn thử đi, ăn thử. Ăn thử nha các bạn nha. Ăn cảm thấy rất ngậy. Ngậy của vị trứng. Một chút hăng hăng của hành tây và ớt. Mặt xanh. Mọi người ăn thử phát lên đi. Ăn đi mà. Bia mà đi ăn. Đâu? Dĩa đâu? Ở trong này. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Em nói đi để đây. Đấy, miếng thịt rất là ngon nha mọi người nhá. Thịt rất là ngon luôn đấy. Nhà ơi, nó đang đi biểu chị ạ. Đây là trộn trứng. Thịt cực kỳ ngậy nha mọi người nhá, mềm. Thịt bò mềm và rất là ngậy. Đang chúng vào tàng nghề rồi. Trời ơi, mấy đứa con gái. Con tôi lợi. Hả? Ăn thử những cái này đi. Xóa gì? Ăn chụp ảnh đi đã, chụp ảnh đi đã. Đang chụp cho mày cái nào đi. Nhờ, thịt nó nướng thôi. Đây mới là một loại thịt thôi. À, thế đây anh
quanh anh. Chín rồi, vứt ra góc này à? Chín rồi, nút giữa là nó rồi. Thì chúa để trong túi nhá, mà cảm giác rất là sạch, làm bằng sắt, cầm rất là nặng. Nên mình sẽ ăn thử. Ở đây nó có những cái đồ ăn kèm tất nhiên rồi, ở Hàn Quốc nó luôn luôn như thế. Nhưng mà cái đồ ăn kèm ở đây ấy, nó rất lạ các bạn. Rau gì đây? Đây này, rau biển hả chị? Đâu, rau cải. Đây em ăn thử. Chất nồng cái vị giấm lên như là rau cải ấy. Em ăn cứ chua này, nó trộn với trứng sống đó. Mình nghĩ là nếu mà ăn kèm thịt với cả những cái này này nó sẽ không bị ngấy đâu. Nhưng mà ở đây nó không có như mấy hàng khác mình đi ăn là có tỏi thịt mềm. Rồi, anh cảm ơn. Đây phải đủ làm đủ vị nha các bạn ạ. Như này phải đủ vị nó mới ngon. Sườn. Đây là sườn nha mọi người. Khi mình ăn đủ vị thì nó không bị ngấy các bạn ạ. Nó có cả vị rau, cả vị kim chi. Rẻ này. Vừa nãy mình gọi một cái gì sườn bò ấy. Sướng. Sườn bò mà. Lợn là có hai món khác. Đấy là gì đấy chị Đảo? Chị không biết là nó cũng có vị hơi khoai, khoai lang này, hơi đậu xanh này. À. Bùi 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 ngọt ngọt ngọt, lệnh lệnh ngon lắm. Các bạn ơi, bây giờ mình ăn thử cái này này. Cái này là sườn nhé, sườn của bò. Chị cho đũa vào đi. Mình đang ăn một miếng này là sườn bò mọi người nhá. So với Việt Nam mình nói thật là nó rất là ngon, mềm và có độ ngậy. Cái thịt bò này nó rất là quan trọng là cái công thức nuôi con bò. Mình đã ăn thì kiểu rất là nhiều nước kiểu Quốc hay là Việt Nam cũng hay là Hàn Quốc mọi người nhá. Nhưng mà thịt nói thật là Hàn Quốc với cả Trung Quốc nó rất khác nhá. Ra mình không biết sâu nó là khác cái gì đâu, nhưng mà nó có độ mềm và độ ngọt của thịt ý. Còn Việt Nam thì mình thấy nó chưa tới, hoặc là có thể là do cái cách nuôi ấy, hoặc là mình nhập về nó chưa cao cấp như là ở đây. Tại vì một miếng này mình thấy là giá nó cũng cao ấy, nhưng mà ăn nó rất là khác hẳn, ngon ngọt, chung là mọi người nên thử. Cái này miếng sườn á, nhưng mềm hơn đấy. Nhưng mà ở đây tập ướp nó hơi ngọt hơn so với Việt Nam, ngọt tí. Nhưng mà nó sẽ không kiểu ngọt sắc đâu, mà sau mà phát là nó sẽ tan luôn. Mình nghĩ là không phải làm bằng đường đâu. Ta ướp bằng cái gì, cái ngọt, bằng chất liệu gì đấy, nhưng không phải là đường nha mọi người. Nên là ăn bằng cái gì đấy. Ủa thì nhà cũng không phải cho đường đâu. Cái ngọt của nó là ngọt bằng cái gì ấy? Ngọt thịt. Không, cái vị ngọt ngon lắm. Sốt, ngọt kiểu gì ngon, không phải ngọt đường đâu. Ăn không sợ. Bây giờ là mình sẽ ăn thử canh kim chi nha. Các bạn nhìn bát canh kim chi này. Thực ra là nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ có đậu này, khoai tây này, hành tây. Đấy, bí ngòi ạ. Bây giờ là mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ húp tí nước. Rất là đậm đà. Chua vừa phải. Ở đây người ta không làm có chua nhiều như ở nhà mình, nhiều quán là nó bị chua. Mỗi cái nó có một cái này nhẹ nhàng. Cái này mà ăn với cơm rất là ngon. Cơm đây, đưa hàng luôn. Cái này là sang trọng thì
nóng nóng đỡ đó. Ở đây nhá, cái đặc trưng ấy, mình rất là thích ăn cơm của Hàn Quốc vì là cơm của Hàn Quốc nó rất là giống xôi của mình, mà không hiểu sao cái gạo xôi của nó rất là ngon nha bạn, mọi người nhìn đi. Và ở bên trong này như kiểu là nó có thêm một cái hạt gì nữa cơ. Đấy, bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Gạo xuất sắc luôn đi. Gạo ngon lắm ấy, nhìn này. Dẻo. Ngon. Mình sẽ ăn thử một miếng cơm. Một miếng cơm nha, cơm trắng này. Và một miếng thịt. Mình sẽ cho thêm một miếng kim chi nữa. Ngoan. Kim chi ở đây nó hơi to. Rất phải đây. Ừ. Kêu ít thôi. Kêu nhá, hồi từ đó hỏi trông con cực nhá. Cơm ngon cực các bạn ạ. Mình rất thích ăn cơm. Đủ trông con kêu rồi. Rất lắm. Rất thích ăn cơm của Hàn Quốc nha. Cơm Hàn Quốc rất là ngon. Mọi người nhìn cái hạt cơm này, nó rất là to và tròn. Trời ơi, bát canh ra đây cả. Không phải theo từng đợt nữa, hai kiểu nó đưa lại. Để bát canh ở bên kia thôi. Ừ, bát canh ở đây. Ở chặt rau đấy. Ok mọi người ơi, mình đã ăn xong rồi. Hôm nay mình đã review cho mọi người xong một món nướng của Hàn Quốc. Thì theo đánh giá của mình là nó ngon hơn món nướng của Việt Nam rất là nhiều các bạn ạ. Thịt chất lượng hơn. Các bạn nên thử nhá. Tạm biệt.